Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng. Chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi bạn đến với video Run City và siêu một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn một thông báo vô cùng khẩn cấp luôn nha các bạn. Các bạn chúng ta phải là đặc biệt lưu tâm, lưu ý đến thông báo này. Và đó là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Và cũng như các bạn đã thấy ở trong tiêu đề video, chúng ta phải ngừng việc chúng ta phát IP trong một thời gian các bạn ạ. Tại vì sao? Tại vì theo thông tin tình báo mà mình nhận được từ bạn Phúc Dinh, đó là vào ngày 18 tháng 8 thứ năm, tức là ngày mai đấy các bạn, thì đội ngũ Run City chúng ta sẽ có một đợt gọi là quét ạc các bạn trong vòng khoảng tầm là 1 tháng. Khi đấy sẽ ban những người nào mà chúng ta xài phát IP, thì nếu như chúng ta vẫn tiếp tục xài thì sẽ có nguy cơ là bị ban nick nha các bạn. Đây là theo thông tin tình báo của bạn Phúc Dinh, mà có một cái gọi là chỗ tình báo cũng khá là uy tín các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cái thông báo này nha. Thông báo này là như sau. Đó là thường thường thì chúng ta sẽ có những cái đợt gọi là đợt quét các bạn, giống như kiểu là quét nick, quét ạc, thì sẽ về một cái vấn đề nào đó. Giống như ngày xưa thì chúng ta có những cái gọi là một cái đợt quét cực kỳ là ghê gớm các bạn. Đó là đợt quét những cái nick nào mà chúng ta sử dụng là phần mềm thứ ba, hay chúng ta gọi ngắn gọn là sử dụng tool hack đấy các bạn. Thì chúng ta bị ban nick rất là nhiều. Trong đợt đó là một cái đợt mà phải nói là rất là nhiều nick chúng ta bị ban luôn các bạn. Nhưng trong đợt này thì không phải là mục tiêu chính là quét về tool hack, mà mục tiêu chính sẽ quét về những nick mà chúng ta xài fake IP các bạn ạ. Tại vì sao? Nói chung thì việc fake IP ban đầu không phải là một việc gì xấu hết các bạn. Nhưng vẫn có rất là nhiều người chúng ta lợi dụng và trục lợi từ việc fake IP. Kể cả việc chúng ta làm tab thì nói chung là chúng ta chỉ kiếm game thân thiện rồi kiếm game lương thiện thôi các bạn. Tuy nhiên thì vẫn có những cái trường hợp là chúng ta trục lợi, giống như việc là chúng ta tạo ra một cái khoản lời khổng lồ từ việc mà chúng ta lợi dụng cơ chế fake IP các bạn. Chính vậy nên sau một cái khoảng thời gian mà cân nhắc đong đếm thì Run City quyết định là ngăn cản việc chúng ta xài fake IP đó các bạn. Và không vì sao thì trong đợt này chúng ta đã có thể là làm tab bằng việc fake IP trở lại. Nhưng chưa phải một thời gian lâu dài, khi mà bây giờ đội ngũ Run City có lẽ sẽ tổ chức một cái đợt là quét ạc các bạn, thì chúng ta nên là tạm ngưng việc fake IP trong vòng tầm 1 tháng nha các bạn. Những bạn nào mà chúng ta vẫn tiếp tục xài fake IP thì nói chung là chỉ có là nguy cơ thôi. Mình cũng không chắc chắn là bị ban và ban như thế nào và gọi là mất bao lâu hay là những vấn đề sau đó. Thì nói chung là mình không có biết cụ thể các bạn. Mình chỉ đưa ra một cái thông báo khẩn cấp để các bạn, để các bạn lưu ý việc này. Lưu ý điều này, có thể là chúng ta hạn chế ở mức tối đa thì càng tốt các bạn ạ. Đôi khi chúng ta xài fake IP không phải vì chúng ta làm tab, mà đôi khi chúng ta còn có thể là vào game khi mà chúng ta bị lỗi 69. Về phần này thì đa phần là thuộc về bên nhà phát hành phải không các bạn. Tuy nhiên thì nếu như đã là một cái được quét, được thông báo, còn là theo thông tin tình báo uy tín như vậy rồi, thì công việc tiếp theo mà chúng ta nên làm, đó là việc chúng ta hãy xóa những cái app fake IP mà chúng ta vẫn thường hay sử dụng để fake IP nha các bạn. Và một câu hỏi đặt ra đây là vậy còn những cái app mà chúng ta tải từ việc chúng ta fake IP để mà làm tab thì giờ như thế nào đây? Phải xử lý như thế nào phải không ạ? Rồi, thì mình cũng có hỏi lại bạn Phúc Dinh rồi. Và bạn ấy bảo là những cái tab nào á mà chúng ta đã làm tab, đã cài vào, đã chạy install rồi thì không sao đâu. Chúng ta cứ làm bình thường thôi các bạn. Còn việc mà chúng ta fake IP thì chúng ta nên ngưng lại. Và tốt nhất là xóa luôn những cái app fake IP hiện tại đang có ở trên máy các bạn.
Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình chúng ta thực hiện những cái thao tác sớm nha. Là bây giờ thì mình sẽ tìm đến gọi là những app mà mình vẫn thường hay sử dụng để fetch IP. Đó chính là thứ nhất là VPN Tomato. Thì tạm thời chúng ta sẽ gỡ cài đặt một khoảng thời gian, đâu đó là tầm 1 tháng. Nếu như các bạn đã chuẩn bị cho mình những tab rồi thì các bạn cứ tiếp tục chúng ta cài thôi. Nhưng chúng ta hãy xóa hết những cái ứng dụng fetch IP đi. Thứ hai là 111 nha bạn. Đây là ứng dụng thường được sử dụng trong việc là khắc phục lỗi 69%, nhưng dạo này thì cũng không khả dụng nữa, là nhường sân cho Tomato và Kim Green VPN rồi. Và cuối cùng là app VPN nha các bạn. Mình đã tìm ở trên máy mình và chỉ có những cái app này là chúng ta sử dụng để fetch IP thôi các bạn. Còn lại thì nói chung là đôi lúc ngày xưa mình có tải nhưng mình cũng đã là xóa rồi. Đấy. Vậy thì một lần nữa chúng ta sẽ tóm gọn lại cái thông tin này, chính là các bạn cần phải lưu ý về việc ngừng sử dụng Fetch ID trong một thời gian khoảng tầm 1 tháng kể từ ngày mai, ngày thứ năm là 18 tháng 8 nha các bạn. Ok, còn việc làm tab chúng ta tải về rồi, ta cài đặt rồi thì chúng ta vẫn cứ thực hiện như bình thường. Và mong rằng các bạn sẽ chia sẻ thông tin này đến cho nhiều bạn khác chúng ta cùng biết. Chúng ta cũng có thể nói là đôi khi á, thông tin của chúng ta chưa chắc chắn là như vậy, cũng như là chưa chắc chắn 100% cứ fetch IP là bị quét, là bị ban hay là bị cấm túc, cấm chế gì đấy. Nhưng nếu như chúng ta đã có một cái thông tin như vậy rồi thì chúng ta nên là với tâm thế cẩn thận, cẩn trọng nha các bạn. Biết đâu là khi mà họa đến không nhắm vào ai mà lại nhắm vào chúng ta thì lúc đó phải nói là đã muộn màng rồi các bạn. Chính vì như vậy nên nếu như được thì chúng ta cần phải gọi là đề phòng và chờ xem kỳ biến diễn ra như các bạn. Thực sự thì trong những cái đợt làm tab này mình cũng cảm thấy là có những cái đợt mà fetch IP rất là ngon. Thì nó là trong cái khoảng thời gian 1 tháng mà chúng ta chờ tới những ngày cuối tuần, chúng ta tranh thủ chúng ta fetch IP một tí rồi tải những cái app khác về làm kiếm game thì ai mà không thích phải không các bạn. Tuy nhiên thì so với việc mà an toàn ở trong nick thì chúng ta cũng vẫn phải là ưu tiên hơn nha các bạn. Mà chúng ta gọi là khi chúng ta làm, chúng ta chấp nhận nếu lỡ như có bị ban nick thì chúng ta vẫn chấp nhận được, thì khi đó chúng ta hãy làm nha. Còn không thì chúng ta nên gọi là xóa đi các bạn. Mình không biết là việc chúng ta để app ở trong máy chúng ta không xóa thì khi bị quét chúng ta có bị là quét trúng không, mặc dù chúng ta không có bật fetch IP lên nha các bạn. Nhưng để cho an toàn và chắc chắn thì chúng ta cứ nên xóa đi, chúng ta vẫn nên đề phòng là hơn. Rồi, và một lần nữa thì mong các bạn thực sự chúng ta cân nhắc và lưu ý đến thông tin này, cũng như là chúng ta chia sẻ cho nhiều bạn khác để chúng ta cùng biết làm thế nào đó để mà hạn chế rủi ro hết mức có thể nha các bạn. Chính vì như vậy nên hành trình làm tab của mình thì mình vẫn làm thôi các bạn, mình vẫn sẽ tiếp tục là chơi trò app Garena, và đôi khi chúng ta còn có thể là vào những cái tựa game khác mà mình đã tải và install thành công rồi làm tiếp để xem là chúng ta có gọi là còn nhận được game hay không. Còn việc mà chúng ta cẩn thận thì vẫn sẽ là cẩn thận nha các bạn. Ok, bây giờ thì có lẽ là thời gian còn lại chúng ta sẽ dành cho những cái trận đấu huyết chiến trong Master Natural 1 nha các bạn. Wow, những cái trận đánh vô cùng là kinh điển và nảy lửa khi mà chúng ta phải chấp nhận đến sự gọi là chiến đấu vô cùng là khắc nghiệt đến từ những chú rồng bên kia. Khi mà bên kia đang có một đội hình rất là viên mãn các bạn ạ, nhưng chúng ta nghĩ rằng sẽ có thể là đánh bại được trong pha này và không cần phải bút tháp nha các bạn. Để xem chúng ta có trả giá cho gọi là hành động của mình hay không nha. Ok, với lượt đánh đầu tiên hoàn toàn thiên về bên chúng ta, nhưng chúng ta biết trước bên kia sẽ sử dụng skill hấp huyết, cho nên là chúng ta sử dụng ngay là Mantas. Không được, không được. Nếu như sử dụng Manga Storm bên kia không xài hấp huyết được, bạn bên kia chắc là sẽ xài một cái kỹ năng gì đấy. Nhưng mà chỉ cần chúng ta giúp cho lượng máu bên kia bị nhỏ lại thì chúng ta vẫn có thể là kết liễu bên kia bằng sức mạnh của đội trưởng các bạn ạ. Kỷ nguyên thư được tung ra và chú rồng bên kia đã phải lui về. Cùng với đó là sự xuất hiện của chú rồng nước bọt biển, và may mắn là chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những skill khắc chế các bạn. Chính vì vậy nên chúng ta cũng nhanh tay là xử lý xong chú rồng này.
Đối mặt với Holy level 70 quả là một bài toán khó cho đội trưởng khi mà sức mạnh của anh ta còn dồi dào sinh lực, buộc lòng rồng âm thanh phải ra hứng chịu một cái sự thịnh nộ đến từ trong bên kia. Wow, chúng ta không sao hết cả các bạn, không bị khắc chế. Chính vì như vậy nên từ cái sự thịnh nộ phải hứng chịu thì chúng ta tung ra những cái sự phẫn nộ lên trong rồng bên kia. Và ai sẽ là người chủ lại cuối cùng thì các bạn cũng đã thấy được đáp án rồi đấy. Rồng âm thanh. Ok, một lần nữa thì thông báo này rất là quan trọng nha các bạn. Chúng ta cần phải là cân nhắc và chú ý. Nhiều khi chúng ta cứ chờ đợi xem kỳ biến nó sẽ diễn ra như thế nào. Và trong vòng một tháng thì chúng ta cũng nên là có sự đề phòng. Và mặc dù là hết một tháng rồi thì đôi khi chúng ta cũng nên là chờ xem có gọi là kỳ biến nào chúng ta diễn ra nữa không nha các bạn. Đây là nguồn tin mà bạn Phúc Dinh chia sẻ đến mình với một sự rất là nghiêm trọng các bạn. Với một sự rất là nghiêm túc. Cho nên là mình cũng chia sẻ lại với bạn với một cái gọi là thái độ cũng rất là nghiêm túc nha các bạn. Đến cả việc mà tối nay chúng ta không có like mà chúng ta làm video để mà thông báo một cái tin quan trọng này. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai là chúng ta đã xuất hiện cái gọi là cái sự kiện này rồi. Cái sự kiện là chúng ta quét ạc các bạn ạ. Và ngày mai thì không phải là một ngày cuối tuần, nên chắc việc chúng ta phát IP để làm tab nó sẽ là ít lại, để gọi là nhường chỗ thời gian cho việc là các bạn xem video của mình. Thì có thể là khi các bạn xem được video này cũng là ngày mai rồi đó. Rồi ôi, chúng ta để xem là trong cái khoảng thời gian này có những cái thông tin gì liên quan không nha các bạn. Kỷ nguyên thư được tung ra 92k. Sức mạnh của đội trưởng đã được chứng minh khi mà nãy đã được búp lên rất nhiều. Từ những việc là búp hệ nè, và việc là búp ranh nè, thì bây giờ đội trưởng chúng ta đã trưởng thành rồi các bạn ạ. Không còn là một chú rồng mà chúng ta được bị lôi ra chỉ trích là một chú rồng cách chính nhưng mà yếu đuối các bạn ạ. Đối đầu với một team cực kỳ là ác liệt bên kia, chúng ta không nắm chắc phần thắng cho nên chúng ta sẽ lui về. Một lần nữa chú rồng Rotten Vampire level 70 cứ thách thức mình các bạn ạ. Thách thức tôi, ok các bạn. Chúng ta bằng mọi giá phải tiêu diệt chú rồng bên kia. Và bên kia được đánh trước, ôi thôi rồi, mình tính lợi dụng cái khiên của chú rồng này để mà khiến cho chú rồng kia phải nhận lấy sự tổn thương. Nhưng không ngờ chính chúng ta đã tổn thương chính mình rồi các bạn ạ. Bên kia hồi máu lên quá ghê, không biết là làm cách nào để có thể là khống chế được anh ấy. Trong khi anh ấy chỉ tốn khoảng tầm là 2 lượt nữa là anh ấy sẽ hồi phục ngay cái skill cho mình. Và chúng ta sẽ bị anh ấy sử dụng ngay skill gọi là chí mạng các bạn ạ. Và dường như là anh ấy đã hồi phục skill rồi nhỉ. Xôi ôi quá ghê gớm, chúng ta đành phải đánh cược vào lần này thôi. Chỉ cần hạ gục được chú rồng bên kia là chúng ta có thể các bạn ạ. Và đây để mà chắc chắn thì chúng ta cho thần ánh sáng ra để làm gì? Anh ấy sẽ phải sử dụng skill lá để phân tâm và không sai skill hấp huyết của mình, tạo tiền đề cơ hội cho đội trưởng chúng ta được đột phá các bạn ạ. Với sự đột phá của đội trưởng, anh ấy đã hạ gục ngay chú rồng Rotten. Những chú rồng sau đó chỉ là sau đó thôi các bạn ạ. Và chúng ta có thể là khắc chế được anh ấy, nhưng vẫn còn một cái gọi là sự lợi hại ở phía đây. Và có vẻ như chúng ta cần nhiều điều hơn là như vậy các bạn ạ. Với hệ lá của mình, mình sẵn sàng sử dụng một đòn đánh chí mạng lên chú rồng bên kia. Bên kia sử dụng Rai Bầu, chúng ta đành phải là lui nhẹ về thôi. Còn một chú rồng Harris, chúng ta sẽ làm gì đây? Anh ấy chí mạng chúng ta không giữ được lượng máu rồi các bạn ạ. Đội trưởng chỉ còn lại 40k. Tình hình thực sự không khả thi cho chúng ta lắm. Nếu như Copper hồi sinh thì cũng không thể gọi là giúp chúng ta thắng được trận đấu này. Và đi kèm với sự rủi ro. Đây các bạn, đây chính là sự rủi ro mà mình đã nói đến. Việc chúng ta thách đấu, đánh bại chú rồng Rotten cho gọi là bỏ ghét. Đổi lại chúng ta phải hy sinh thôi các bạn ạ. Một trận đấu nhưng còn mất 2 lượt nữa các bạn ạ. Vậy thì chúng ta thử xem, ôi, một cơ hội để chúng ta gỡ gạc lại. Hay quá, gỡ được một lượt các bạn ạ, vì đang có sự kiện, đang có nhiệm vụ đánh arena. Lẽ nào chúng ta lại từ bỏ những điểm số nó đơn giản như vậy phải không các bạn? Bên kia tung ra một đòn hệ đất, chúng ta tung ra một đòn hệ lá. Đòn hệ lá chúng ta mạnh hơn đòn hệ đất bên kia. Và chú rồng tiếp theo thì sẽ phải đóng băng các bạn ạ. Đại băng diệt thuật đã được tung ra. Cubi Holy một lần nữa nảy sinh thanh đế mọc hoàng công. Chú rồng ong bên kia đã gọi là phải nhận lấy một cái sự đau đớn tụt cùng các bạn ạ. Rồi, hy vọng ta còn có thể là gỡ gạc thêm được một cái lượt cuối cùng nữa. Khi chúng ta đã mắc một sai lầm, một sự rủi ro,
mà chúng ta phải chấp nhận khi gọi là muốn đánh đổi, đánh bại chú rồng Rotten ở bên kia cho bản mặt anh ấy không có nhìn vào chúng ta nữa, thì chúng ta cũng trả giá đắt các bạn ạ. Ok, và với sức mạnh của mắt đỏ, chúng ta cần phải gọi là luồn lách làm sao đó để chúng ta ăn được full điểm thì chúng ta mới lên nhanh, ranh nhanh được các bạn ạ. Không để cho những chú rồng khác chúng ta hớp skill là tiếc lắm đó các bạn ạ. Với skill hay lửa một cú đấm trôi 38k, với sự tăng tiến sức mạnh quá là ghê, bên kia sử dụng Super Sonic siêu tốc độ, nhưng tốc độ không nhanh bằng cú đấm của The Flash. Trời ơi, quá ghê các bạn ạ. Với tốc độ tung ra như là vận tốc âm thanh ánh sáng, cơn gió cắt qua và từng đấy thì của chương trình kia đã không thể nào giữ được, cho đến những phút cuối cùng chúng ta đã ăn được 3 mạng các bạn ạ. Và trận đấu tiếp theo, khi mà bên kia đang có vẻ là muốn đánh bại chúng ta các bạn ạ, nhưng mà xin lỗi, tôi sẽ lấy hết điểm của đợt này nha. Một đòn đánh chiếm bằng hệ lá được tung ra 37k với đòn đánh của đòn này. Và bây giờ chú rồng mắt đỏ chúng ta sử dụng ngay cho mình một đòn đánh chiếm mạng đến từ vị trí của skill đầu tiên, có thể giật được hai phát đến từ bình thường các bạn ạ. Và chơi một skill đầu bình thường cũng đã được 17k. Cuối cùng là một skill hệ bùa thì chúng ta không sử dụng, không sử dụng đặc biệt thì sử dụng skill gì nữa. Một skill đặc biệt tung ra và 33k. Lượng máu thì không còn nhiều các bạn ạ. Ok. Quá nhanh, quá nguy hiểm các bạn ạ. Không biết mình nói gì nãy, mình có gọi là blue la gì không. Nhưng mà thôi xong, chúng ta gọi là cũng gọi là xong trận đấu và xong thông báo rồi. Ok, và có lẽ video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.